Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh MyBitcoin. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn là điền form rút cái con token FAN đến từ cái dự án là FAN Spell mà trước đây chúng ta đã làm. Thì vào ngày 20 tháng 6 trước đây mình đã gửi tới các bạn cái dự án là nhận 8 token FAN. Thì hiện tại mình có nhận được cái thông tin từ dự án, thì nó yêu cầu chúng ta là cần điền bởi form và đăng ký một tài khoản trên website của họ để họ phân phối token cho chúng ta nhé. Thì việc phân phối thì diễn ra vào cái ngày 8 tháng mấy ấy, các bạn. Đợi mình tí nhé, vào ngày 8 tháng 10 sao, vào ngày 10 tháng 8 các bạn. Đây, ngày 10 tháng 8 này nó sẽ phân phối cho ông ta nhé. Ok, thì trước đây bạn nào mà tham gia vào cái airdrop này thì ở trên kênh của mình thì mình có gửi tới các bạn dự án là 2060 này, nhận 8 token fan này. Thì trước đây bạn nào tham gia vào cái airdrop này thì bây giờ các bạn vào link, các bạn làm theo hướng dẫn của mình để rút cái con token này về nhé. Thì cái việc đầu tiên của các bạn cần làm là chúng ta cần phải đăng ký một tài khoản trên website của họ để chúng ta lấy cái địa chỉ ví chúng ta khai báo nhé. Ok, thì đầu tiên các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó nó sẽ hiện ra thông tin đăng ký như thế này. Sau đó thì các bạn điền lại đầu tiên là email đăng ký của các bạn này, sau đó là mật khẩu nhé. Các bạn tạo cho mình một cái mật khẩu này. Sau đó các bạn ấn nút sign up, chúng ta tiến hành đăng ký. Okay, các bạn tích vào cái ô đồng ý với điều khoản của dự án nhé. Sau đó các bạn nút sign up. Ok, thì sau khi các bạn ấn nút sign up thì sẽ có một cái code gì, cái mã OTP nó gửi về email cho các bạn. Các bạn vào bên trong email, các bạn lấy cái đoạn code gì đó nhé. Thì bên trong email nó sẽ ở cái phần là no reply với email của dự án FanSpell này, các bạn nhấn vào. Sau đó các bạn copy lại cái đoạn code gì này giúp mình nhé. Cái đoạn code gì này xấu số này, 792096. Các bạn quay trở lại với trang web, các bạn điền cái đoạn code gì đó vào đây. Ok, sau đó các bạn ấn nút submit. Ok, sau khi các bạn submit xong thì nó sẽ có cái giao diện đăng ký luôn cho chúng ta. Đó là sau đó thì các bạn ấn nút đăng ký giúp mình nhé. Các bạn ấn nút login, chúng ta đăng nhập luôn chứ. Ok, chúng ta tiến hành đăng nhập. Các bạn ấn nút sign in. Sau khi các bạn login vào thì nó sẽ có cái giao diện như thế này. Sau đó thì các bạn tích vào cái dấu ba gạch ở phía góc trên bên tay phải, bên tay trái của các bạn. Sau đó các bạn chọn vào phần account giúp mình. Tiếp theo đó thì các bạn chọn vào cái nút là active account nhé. Các bạn ấn nút active account để chúng ta tạo cái quỹ của chúng ta. Sau đó các bạn nhập lại cái mật khẩu của các bạn nhé, mật khẩu mà các bạn vừa đăng ký ấy. Sau đó các bạn ấn nút confirm. Ok, thì sau khi các bạn ấn vào nút confirm xong thì nó sẽ hiện ra chuỗi bảo mật 12 ký tự quý của các bạn nhé. Và các bạn lưu lại cái chuỗi bảo mật 12 ký tự này và không được tiết lộ cho ai nhé. Nếu mà các bạn tiết lộ thì nếu mà các bạn tiết lộ ra thì người ta sẽ đăng nhập được vào quý của bạn và có thể là rút token của các bạn đi nhé. Cho nên là cái chuỗi bảo mật 12 từ 1 đến 12 ký tự này các bạn lưu cho thật kỹ nhé. Thì các bạn lưu lại. Thì sau khi các bạn lưu xong, thì các bạn ấn vào nút next giúp mình nhé. Ở đây mình làm video cho nên là mình sẽ để lộ mật khẩu cho các bạn xem luôn. Tại vì mình vừa đăng ký tài khoản khác rồi. Ok. Sau đó sau khi các bạn lưu lại chuỗi bảo mật 12 ký tự rồi thì các bạn ấn vào nút next giúp mình. Sau đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại các cái tự, thì nó yêu cầu các bạn điền lại cái ký tự ở số mấy thì các bạn điền lại cái ký tự đó số mấy nhé. Thì các bạn có thể là dịch cái từ tiếng Anh này ra nhé. Các bạn dịch ra là nó yêu cầu chúng ta điền số mấy. Từ thứ tư, từ thứ bốn thì các bạn vừa lưu cái chuỗi bảo mật đó ở đâu thì bây giờ các bạn quay trở lại đó nhé. Của mình là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Ok, các bạn copy lại cái từ thứ bốn trên trong chuỗi bảo mật của các bạn, sau đó các bạn quay trở lại đây, các bạn dán vào đây. Tiếp theo đó là từ thứ 8 thì các bạn đếm từ thứ 8 thôi, từ 1 đến 8 thôi, 4 5 6 7 8. Ok. Các bạn copy lại cái từ bảo mật thứ 8, sau đó các bạn quay trở lại, các bạn nhập vào đây. Sau đó là từ thứ 3. 1 2 3. Ok. Các bạn copy lại thôi.
Các bạn dán cái từ chủ bằng mặt thứ ba vào đây. Từ thứ 10. 3 4 5 6 7 8 9 10, ok. Các bạn dán cái từ thứ 10 của các bạn vào đây thôi. Ok, thì nó yêu cầu các bạn nhập lại cái từ số máy, thì các bạn copy lại cái từ đó, số số thứ tự đó các bạn copy lại, các bạn dán vào đây thôi nha. Sau đó thì các bạn ấn vào nút thẩm tra tiếng Anh có nghĩa là query á, các bạn ấn nút query nhé. Chúng ta sẽ tạo xong được một cái quý thôi. Ok, thì sau khi các bạn tạo quý xong thì nó sẽ có cái giao diện như thế này nhé, là chúng ta đã tạo thành công một cái quý. Ok, thì sau khi các bạn đã tạo quý, đăng ký và tạo quý thành công rồi, thì bây các bạn vào link thứ hai dưới phần mô tả video. Các bạn vào link thứ hai dưới phần mô tả video. Các bạn mở cái link form ra giúp mình. Thì trên form thì chúng ta điền lại thông tin như sau. Ok, thì trước đây mà mình cái link bot này mình sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người nhé. Thì trước đây mọi người mà đăng khai báo trên bot bằng cái email nào á, các bạn khai báo trên bot bằng cái email nào thì các bạn đăng ký trên trang web bằng cái email đó luôn nhé. Thì link bot và link form và link đăng ký mình sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người. Ok, thì sau khi các bạn mở form ra thì các chúng ta khai báo lại thôi. Chúng ta khai báo lại thông tin mà trước đây chúng ta đã khai báo trên bot. Các bạn có thể quay quay trở lại bot, các bạn copy lại cái thông tin của bạn này. Thì đầu tiên nó yêu cầu chúng ta điền lại từ Twitter ID, có nghĩa là username từ Twitter. Thì trên bot các bạn trước đây dùng cái tài khoản từ Twitter nào thì bây giờ các bạn copy lại thôi. Sau đó các bạn quay trở lại form, các bạn dán cái username từ Twitter của bạn vào đây. Tiếp đó là Telegram, username Telegram. Thì trước đây bạn nào tham gia bằng cái Telegram nào thì bây giờ các bạn vào phần cài đặt setting trên Telegram. Các bạn copy cho mình cái username Telegram của bạn lại. Sau đó các bạn quay trở lại form, các bạn dán cái username Telegram của các bạn vào đây. Tiếp theo đó là email mà các bạn đã vừa đăng ký trên trang web của họ ấy. Thì bây giờ các bạn điền lại email của các bạn thôi. Ok, sau đó các bạn dán cái email của bạn vào đây, các bạn điền email của bạn vào đây. Các bạn lưu ý là các bạn cái email mà các bạn vừa đăng ký trên website của họ nha, để họ phân phối nhé. Các bạn điền sai là coi như là khỏi phân phối luôn á. Về phần Red ID, về phần Red ID thì các bạn quay trở lại với cái tài khoản của các bạn nhé. Thì bên trong tài khoản của bạn, các bạn chọn vào phần dấu ba gạch lại này, sau đó các bạn nhấn vào phần Invite Friend nhé. Các bạn nhấn vào phần Invite Friend. Ok, sau đó thì ở trong phần này nó sẽ có cái ID Red của các bạn nhé. Các bạn copy lại cái ID Red của các bạn này. Đó, các bạn copy lại. Sau đó các bạn quay trở lại với trang web. Các bạn dán cái ID Red của các bạn vào đây. Các bạn xóa cái từ chữ co ye này đi nhé. Các bạn xóa từ trước đây, các bạn giữ chỉ giữ ở cái đoạn co ye ở sau thôi. Cái đoạn co ye ở sau là cái co ye Red này nè. Nhá, 2 4 có 6 từ nha, các bạn copy lại. Sau đó các bạn nhấn vào đây. Nếu mà nó hiện ra một cái đường link red luôn á thì các bạn xóa từ dấu bằng trở về trước đây nhá. Này, các bạn giữ đoạn code ở sau thôi. Đoạn code red thôi nhá. Ok, sau đó là deposit wallet thì cái địa chỉ ví fan của chúng ta thì các bạn quay trở lại với trang web. Các bạn chọn lại phần account giúp mình. Các bạn chọn phần dấu ba gạch, sau đó các bạn chọn phần account. Thì trong phần account này các bạn chọn ở phần deposit như này, các bạn chọn ở phần AZ amount này nhé. Bạn còn ask amount này, fan này, nó hiện là cái địa chỉ ví của các bạn thôi nhé. Các bạn ấn vào biểu tượng copy, các bạn copy lại cái địa chỉ ví của các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại với form, các bạn dán cái địa chỉ ví trên trang web của các bạn vào đây nhé. Sau này ngày 10 nó sẽ phân phối về đây cho chúng ta và chúng ta có thể rút về ví lại của chúng ta nhé. Sau này nó sẽ khi nào nó trả về đây thì chúng ta có thể rút nhé. Ok, thì sau đó thì các bạn quay trở lại, sau khi các bạn điền lại tất cả các thông tin xong thì các bạn kéo xuống đây, các bạn nút gửi, các bạn tiến hành gửi form đi và chờ đợi nó phối token thôi. Ok, thì như vậy là video mình update lại, mình hướng dẫn các bạn là điền form để rút cái con token fan đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.